Bạn có thể cho mình mượn coi biến thể của bạn có được không hả? Biến thể? Nó là của tao. Những thứ trong nhà của tao đều là của tao hết. Này cũng là của tao luôn. Của tao, của tao, của tao. Trả lại cái quần, trả lại cái quần, trời ơi, nhưng mà bắt cái quần.